những tác dụng tuyệt vời của đậu bắp đối với sức khỏe. Đậu bắp chắc chắn không còn xa lạ đối với bữa cơm của người Việt Nam, vì đây là loại rau dễ trồng và có thể ăn với nhiều món, từ canh đến món xào, hoặc luộc để chấm nước thịt. Tuy nhiên, bạn có biết đậu bắp có tác dụng gì cho cơ thể không? Nếu chưa thì mời bạn hãy xem hết video này để tìm hiểu ngay nhé. 1. Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Chất insulin chứa trong đậu bắp có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu đối với bệnh nhân tiểu đường. Sử dụng đậu bắp thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày hoặc uống nước đậu bắp kết hợp với điều trị bằng thuốc sẽ giúp ổn định tình trạng đường huyết. Chúng ta nên sử dụng đậu bắp từ 3 đến 6 tháng trở lên để có thể thấy sự cải thiện về lượng đường trong máu. Ngoài ra, đậu bắp chứa ít đường và calo nên sẽ không làm tăng lượng đường khi sử dụng nhiều trong các bữa ăn hàng ngày. 2. Tránh nguy cơ thiếu máu. Nếu bạn thường xuyên sử dụng khoảng 100g đậu bắp từ 3 đến 4 bữa ăn một tuần sẽ giúp hạn chế tình trạng thiếu máu nhờ hàm lượng chất sắt và kali có trong loại rau này. Đối với bệnh nhân thiếu máu, có thể uống nước đậu bắp thường xuyên sẽ đẩy nhanh quá trình tái tạo máu. 3. Cải thiện hệ tiêu hóa chất nhầy chúng ta thường thấy trong đậu bắp được cấu tạo bởi hai hoạt chất chính là collagen và mucopolysaccharid có tác dụng tạo môi trường cho các vi sinh vật có lợi cho đường ruột, nhờ đó tăng khả năng đề kháng cho hệ tiêu hóa. Đồng thời lượng chất nhân này cũng có công dụng bôi trơn đường ruột, làm giảm các triệu chứng táo bón. 4. Phòng chống loãng xương Ăn đậu bắp thường xuyên còn giúp phòng chống được tình trạng loãng xương. Nhờ chất nhầy trong đậu bắp có khả năng bôi trơn các khớp xương. Vitamin K và vitamin B9 của đậu bắp cũng giúp hạn chế được tình trạng mất canxi, vì thế khi sử dụng đậu bắp sẽ giúp xương chắc khỏe. Hàm lượng magie cao trong đậu bắp cũng giúp cải thiện tình trạng căng cơ bắp chân, bắp tay. 5. Hỗ trợ phát triển thai nhi. Quá trình phát triển ống thần kinh, thai nhi cần nhiều các chất thuộc nhóm vitamin B và chất xơ. Vì vậy, mẹ bầu nên duy trì sử dụng đậu bắp thường xuyên từ tháng thứ tư trở đi để thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chất nhầy và chất xơ trong đậu bắp còn giúp thai phụ hạn chế táo bón trong thai kỳ. 6. Giảm mụn, đẹp da Không chỉ giúp cải thiện và phòng ngừa các bệnh lý, mà đậu bắp còn có chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình điều trị mụn trứng cá. Đậu bắp có chứa lượng pectin dồi dào, giúp tăng độ đàn hồi, căng mịn cho da nếu sử dụng đều đặn. 7. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả Trong quá trình giảm cân, việc bổ sung nguồn chất xơ và đầy đủ các loại vitamin là vô cùng cần thiết. Đối với đậu bắp không chỉ chứa nhiều chất xơ cùng các loại vitamin, khoáng chất mà chúng còn có lượng calo thấp, ít đường là thực phẩm lý tưởng hỗ trợ quá trình giảm cân. 8. Tăng cường hệ miễn dịch Hàm lượng vitamin C chứa trong 100g đậu bắp đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Vì vậy, khi sử dụng đậu bắp thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, tránh nhiễm trùng hiệu quả. 9. Giảm triệu chứng của bệnh hen suyễn. Hàm lượng vitamin C cùng với lượng chất chống oxy hóa có trong đậu bắp có khả năng giảm các vấn đề của đường hô hấp như bệnh hen suyễn. Chính vì vậy khi có các triệu chứng hen suyễn có thể sử dụng thêm đậu bắp để làm giảm triệu chứng của nó. Chúng ta vừa tìm hiểu rất nhiều lợi ích của đậu bắp. Khi đã biết được đậu bắp có tác dụng gì, chúng ta cũng cần chú ý đến cách sử dụng để nâng cao được tác dụng của quả đậu bắp và tránh những trường hợp gây hại cho cơ thể. 1. Đậu bắp là loại thực vật có thể ăn toàn bộ, không cần phải gọt vỏ hay bỏ hạt khi chế biến. 2. Khi chế biến đậu bắp không nên nấu chín quá kỹ, tránh để mất các chất nhầy và bảo toàn chất dinh dưỡng có trong chúng. 3. Đậu bắp là loại rau chứa tính hàng, nên với những người có thể trạng kém hay bị đau bụng thì không nên ăn quá nhiều sẽ khiến phản tác dụng. 4. Các bệnh nhân có bệnh đường ruột hay có hội chứng ruột kích thích cũng không nên sử dụng đậu bắp bởi hàm lượng fracto cao trong nó có thể dẫn đến đầy hơi hoặc tiêu chảy. Yêu sống khỏe xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng video sẽ mang đến những thông tin và kiến thức bổ ích cho quý vị. Nếu quý vị có thêm những thông tin và kiến thức về đậu bắp đối với sức khỏe thì nhớ chia sẻ để mọi người cùng biết bằng cách bình luận bên dưới video nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đừng quên đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại